Đồng chí Nguyễn Chánh, tên thật là Nguyễn Thiện, sinh ngày 1 tháng 8 năm 1914 tại xã Tịnh Hà, huyện Sơn Tịnh. Ông sinh ra và lớn lên ở một vùng quê giàu truyền thống yêu nước, cách mạng. Từ năm 1930, ông tham gia Thanh niên Cộng sản Đoàn và Nông hội Đỏ, được kết nạp vào Đảng Cộng sản Đông Dương năm 1931 và được phân công phụ trách phong trào cách mạng huyện Nghĩa Hành. Từ tháng 9 năm 1939, ông được cử giữ chức vụ Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ngãi và được xứ ủy chỉ định giữ chức vụ Bí thư Liên Tỉnh ủy Quảng Ngãi, Bình Định, Phú Yên. Tháng 4 năm 1945, ông về Quảng Ngãi và được Tỉnh ủy phân công giữ chức vụ Bí thư Chi bộ, Chính trị viên đội du kích Ba Tơ. Chính Nguyễn Chánh là người đầu tiên đề xuất ý kiến đưa đội du kích Ba Tơ về đồng bằng để phát triển lực lượng làm nòng cốt cho phong trào cách mạng trong tỉnh, mở đầu cao trào kháng Nhật cứu nước ở các tỉnh Nam Trung Bộ. Trong cách mạng tháng 8, Quảng Ngãi là một trong những tỉnh khởi nghĩa giành chính quyền sớm nhất trong cả nước. Cách mạng tháng 8 thành công, ông tham gia Ủy ban Nhân dân cách mạng lâm thời Trung Bộ, được phân công làm Ủy trưởng Quốc phòng. Từ cuối năm 1946, đồng chí Nguyễn Chánh giữ chức vụ Bí thư Khu ủy 5, Bí thư Đảng ủy Quân sự Khu. Khi thành lập Liên Khu, ông được chỉ định làm Chính ủy Liên Khu 5. Năm 1950, ông được điều về Bộ Quốc phòng tham gia các chiến dịch đường 18 và Trung Du. Từ năm 1951, đồng chí Nguyễn Chánh tham dự Đại hội Đảng Toàn quốc lần thứ hai với tư cách là Phó chủ nhiệm Tổng cục Chính trị và được bầu vào Ban chấp hành Trung ương Đảng. Từ tháng 7 năm 1951, ông được điều trở lại chiến trường Liên Khu 5, giữ chức vụ Bí thư Liên Khu ủy, Bí thư Đảng ủy Quân sự Liên Khu, Chính ủy kiêm Tư lệnh Liên Khu 5. Trong chiến dịch Đông Xuân năm 1953-1954, phối hợp với chiến trường Điện Biên Phủ, đồng chí Nguyễn Chánh đã kiên trì bảo vệ quan điểm, tiến công lên Tây Nguyên để bảo vệ vùng tự do và trực tiếp chỉ huy chiến dịch Bắc Tây Nguyên giải phóng tỉnh Kon Tum, đánh thắng trận An Khê và nhiều trận khác, phá tan kế hoạch ách lăng của địch, giành thắng lợi vang dội cho toàn chiến dịch, góp phần chia lửa rất hiệu quả với chiến trường Điện Biên Phủ. Từ cuối năm 1954, đồng chí Nguyễn Chánh tập kết ra miền Bắc, được phân công giữ chức vụ Phó Tổng tham mưu trưởng Quân đội Nhân dân Việt Nam. Năm 1957, ông được phân công giữ chức vụ chủ nhiệm Tổng cục Cán bộ, Bộ Quốc phòng. Thời gian này, ông được Bộ Quốc phòng đề nghị Trung ương phong quân hàm Thượng tướng. Nhưng do lâm bệnh hiểm nghèo, ông đã đột ngột qua đời vào ngày 24 tháng 9 năm 1957 tại Hà Nội. Kính thưa các đồng chí, thưa quý vị đại biểu, thưa gia đình thân nhân đồng chí Nguyễn Chánh, trong suốt cuộc đời hoạt động cách mạng của mình đã trải qua hai cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ, đồng chí Nguyễn Chánh đã lập được nhiều thành tích xuất sắc, để lại dấu ấn quan trọng trong lãnh đạo phong trào cách mạng. Dù đi bất cứ nơi đâu, làm bất cứ việc gì, đồng chí cũng hết sức quan tâm, tận tụy và tâm huyết để hoàn thành nhiệm vụ. Chính vì vậy, khi giữ trọng trách ở huyện, ở tỉnh, liên tỉnh Quảng Ngãi, Bình Định, Phú Yên, Liên Khu 5 hay ở Bộ Quốc phòng, Ban chấp hành Trung ương Đảng, đồng chí luôn kiên định một lòng tin tưởng vào Đảng và hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được Đảng, Nhà nước và nhân dân giao phó. Tên tuổi của đồng chí Nguyễn Chánh gắn liền với những chiến trường ác liệt, những trận đánh kinh điển về nghệ thuật chiến tranh nhân dân, lấy ít địch nhiều được vận dụng linh hoạt, sáng tạo, khiến cho quân đội Pháp trên chiến trường miền Trung Tây Nguyên liên tục chịu nhiều thất bại này đến thất bại khác. Đến mức tư lệnh chiến dịch Ác Lăng, lúc đó đang là viên tướng chỉ huy quân đội viễn chinh Pháp trên chiến trường Tây Nguyên, đã hết sức thán phục và tỏ ý muốn gặp đồng chí Nguyễn Chánh. Ông đã nói, vị tướng đã làm cho tôi điêu đứng trên chiến trường. Đặc biệt hơn nữa, sự trưởng thành và lớn mạnh của đội du kích Ba Tơ, lực lượng vũ trang đầu tiên của quân khu Nam, đã nói lên vai trò, vị trí và cống hiến của đồng chí cho quân khu Nam nói riêng, quân đội nhân dân cách mạng Việt Nam nói chung. Đồng chí được xem như linh hồn của đội du kích Ba Tơ, đội quân tròn 80 năm tuổi vào năm đấy. Đánh giá về đồng chí Nguyễn Chánh, Đại tướng Võ Nguyên Giáp đã khẳng định, cuộc đời của một con người mới 43 tuổi đã để lại một sự nghiệp như vậy, có thể nói là một cuộc đời thật đẹp. Cuộc đời của người cộng sản kiên cường, một người cán bộ lãnh đạo xuất sắc, một vị tướng có tài và một con người mẫu mực. Trong suốt 43 năm tuổi đời, 26 năm tuổi đảng, với những cống hiến lớn lao cho sự nghiệp giải phóng dân tộc và xây dựng quê hương đất nước, đồng chí vinh dự được Đảng và Nhà nước truy tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, Huân chương Sao vàng, Huân chương Hồ Chí Minh, Huân chương Độc lập hạng nhất và nhiều huân huy chương cao quý khác. Mỗi khi nhớ đến đồng chí,
đồng bộ đội, đồng bào và người thân đều dành cho đồng chí những tình cảm yêu thương, trân trọng và nể phục. Kỷ niệm 110 năm ngày sinh là dịp để ôn lại cuộc đời, sự nghiệp cách mạng và công lao to lớn của đồng chí Nguyễn Chánh, càng thêm tự hào về Đảng Cộng sản Việt Nam quang vinh đã luyện rèn nên người chiến sĩ cộng sản kiên trung, nhà lãnh đạo có uy tín lớn, tự hào về Quân đội Nhân dân Việt Nam anh hùng có người chỉ huy tài ba và đức độ, tự hào về quê hương Quảng Ngãi nơi sinh ra người con ưu tú cống hiến trọn đời cho sự nghiệp cách mạng của Đảng và dân tộc ta. Ông là tấm gương sáng để Đảng bộ, chính quyền, nhân dân và thế hệ trẻ trong tỉnh noi theo, vượt qua mọi khó khăn, thách thức, phấn đấu vươn lên, xây dựng quê hương giàu đẹp. Kính thưa các đồng chí, kỷ niệm 110 năm ngày sinh đồng chí Nguyễn Chánh, tự hào và biết ơn về những cống hiến của đồng chí đối với sự nghiệp cách mạng, học tập noi gương tấm gương đạo đức sáng ngời và để kế tục xứng đáng sự nghiệp vẻ vang của đồng chí cùng các bậc tiền bối cách mạng. Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc tỉnh Quảng Ngãi sẽ tiếp tục nêu cao ý chí, khát vọng xây dựng và phát triển quê hương đất nước giàu mạnh văn minh, xây dựng tinh thần chủ động, tích cực đổi mới sáng tạo với tầm nhìn chiến lược, nỗ lực cao hơn, quyết tâm lớn hơn đưa tỉnh nhà phát triển nhanh và bền vững. Tiếp tục quán triệt, sâu sát và kiên trì thực hiện thắng lợi các chương trình hành động thực hiện nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ 13 và nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ 20. Tập trung khơi thông điểm ngãn, tạo động lực phát triển đột phá, nhất là về hạ tầng giao thông, cải cách hành chính, đào tạo nguồn nhân lực để tạo động lực cho sự phát triển, thực hiện quyết liệt, sáng tạo, linh hoạt, hiệu quả các nhiệm vụ giải pháp cho phát triển kinh tế, quan tâm phát huy, làm giàu thêm các giá trị văn hóa, nhất là những phẩm chất truyền thống, cốt cách tốt đẹp của con người Quảng Ngãi, chú trọng phát triển kinh tế xã hội gắn chặt chẽ với đảm bảo quốc phòng an ninh, ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội, giữ vững chủ quyền biên giới biển đảo, đấu tranh phòng chống tội phạm và tệ nạn xã hội, quan tâm công tác an sinh xã hội, xây dựng cuộc sống ấm no, hạnh phúc, bình yên cho nhân dân. Thường xuyên chăm lo xây dựng Đảng về mọi mặt, tiếp tục thực hiện nghiêm túc và có hiệu quả việc xây dựng chỉnh đốn Đảng gắn với học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh về các quy định nêu gương, tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ đảng viên, nhất là đội ngũ cán bộ chủ chốt các cấp thực sự tiên phong gương mẫu, luôn trau dồi phẩm chất đạo đức cách mạng, ý thức tổ chức kỷ luật, đủ trách nhiệm và năng lực hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ, nỗ lực để xứng đáng với Tổ quốc, với nhân dân, với Đảng, giữ bằng được cho mình điều thiêng liêng nhất, đó là danh dự, như can dặn nhắc nhở sâu sắc của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Bí thư Huyện ủy Sơn Tịnh Nguyễn Công Hoàng nhấn mạnh, Sơn Tịnh là vùng đất có bề dày lịch sử, giàu truyền thống văn hóa và cách mạng. Con người Sơn Tịnh với đức tính cần cù, nhẫn nại, nghĩa tình và trung thủy đã sinh ra nhiều người con ưu tú lưu danh vào sử sách. Một trong số đó có Nguyễn Chánh, người con ưu tú của quê hương Tịnh Hà, Sơn Tịnh, anh hùng, người cán bộ xuất sắc của Đảng Cộng sản Việt Nam. Ông là tấm gương sáng để Đảng bộ, chính quyền, nhân dân và thế hệ trẻ tỉnh Quảng Ngãi nói chung, huyện Sơn Tịnh và xã Tịnh Hà nói riêng, học tập, noi theo. Kỷ niệm 110 năm ngày sinh đồng chí Nguyễn Chánh, nguyên bí thư tỉnh ủy, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân huyện Sơn Tịnh tự hào và biết ơn người con ưu tú của quê hương Sơn Tịnh anh hùng, đảng viên gương mẫu của Đảng đã cống hiến trọn đời cho sự nghiệp giải phóng dân tộc, giải phóng quê hương, học tập và noi gương đồng chí và các bậc tiền bối tiêu biểu. Đảng bộ, dân và quân huyện Sơn Tịnh sẽ luôn nêu cao tinh thần vượt khó, không ngừng đổi mới, sáng tạo, tạo nên một sức mạnh tổng hợp từ ý chí đến hành động, quyết tâm thực hiện thắng lợi nghị quyết đại hội lần thứ 13 của Đảng, nghị quyết đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ 20 và nghị quyết đại hội Đảng bộ huyện Sơn Tịnh lần thứ 19. Thi đua xây dựng hoàn thiện các tiêu chí để xã Tịnh Hà được công nhận là thị trấn của huyện Sơn Tịnh. Tiếp tục khơi dậy ý chí tự lực, tự cường, khát vọng xây dựng đất nước phồn vinh, hạnh phúc, xây dựng quê hương Sơn Tịnh anh hùng ngày càng giàu đẹp, văn minh và nghĩa tình. Ông Nguyễn Anh Tường, con trai đồng chí Nguyễn Chánh, đã có lời cảm ơn tỉnh Quảng Ngãi tổ chức lễ kỷ niệm 110 năm ngày sinh của cha ông trang trọng, nghĩa tình. Đây là niềm vinh dự và xúc động của gia đình trước những tình cảm sâu nặng của quê hương. Từ đó phấn đấu sống và làm việc để xứng đáng với sự hy sinh, cống hiến của cha ông. Dạy bảo con cháu sống tốt để bảo vệ danh dự của gia đình, bảo vệ thành quả cách mạng của dân tộc.
chúng tôi cũng muốn tỏ lòng cảm ơn Tỉnh ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Quảng Ngãi qua lãnh đạo các huyện Sơn Tịnh, xã Tịnh Hà và các giáo viên học sinh ở trường Quảng Ngãi qua 3 lần 2004, 2014 và năm nay là 2024 đã tổ chức lễ kỷ niệm ngày sinh của ba tôi và tạo mọi điều kiện hỗ trợ gia đình để các buổi lễ kỷ niệm đạt kết quả tốt nhất. Thay mặt lãnh đạo tỉnh Quảng Ngãi, Bí thư Tỉnh ủy Bùi Thị Quỳnh Vân đã trao tặng quà cho gia đình đồng chí Nguyễn Chánh. Lãnh đạo quân khu 5 đã tặng quà thể hiện tấm lòng tri ân đồng chí Nguyễn Chánh. Bí thư Tỉnh ủy cùng các đồng chí lãnh đạo tỉnh, quân khu 5, lãnh đạo huyện Sơn Tịnh, xã Tịnh Hà, gia đình đồng chí Nguyễn Chánh và người dân địa phương đã dâng hương tưởng nhớ đồng chí Nguyễn Chánh, một người cộng sản kiên cường, một cán bộ lãnh đạo xuất sắc, một vị tướng tài đức song toàn, một người con ưu tú của quê hương núi Ấn sông Trà.